Tiếp tục, thằng nào Dulit một con đi, thì anh Dulit đi. Đây đây đây, để em, để em, để em. Rồi. Anh Dũng thích mấy con gì, anh Dũng chọn đi. Anh chưa biết, anh thì không bắn được smoke rồi. Ê, em smoke vậy. Thêm một con KO được không? Em bắn seal up cũng được. Ê, seal up thì vậy. Bắn cho nó tay to là... Anh bắn KO được không? Anh... Ừ, em... Bây giờ anh là được phép bắn free đây này. À. Anh em pick thường để cái ông rank vàng, ông pick sớm đi. Mẹ, để cho bắn cuối cùng. Anh Dũng bắn smoke. Thật sự. Được chưa, được cho con này được chưa, mọi người? Tôi định giá ấy. Con đấy em sợ anh bắn đéo hợp lắm mày. Anh không flash được đâu. Thế thì bắn con gì? Bắn xa cho dễ. Xa ghe. Ông thì anh thích bắn thêm con kêu dọi được, tùy anh. Nghĩa bây giờ anh được free con cuối. Ờ. Anh hoặc là... Anh thuận tay nhất anh cứ pick cho Reyna. Em. Gekko. Reyna. Anh đám biết anh Dũng ạ. À. Được, Reyna anh được. Anh bắn mẹ con KO cũng được. Anh cứ phi mẹ ăn ra đồ kia lên tin cho bọn em. Anh tin KO hiểu. Anh tin, đấy. Mọi người có tin không ạ? Chắc chắn có là không. Anh ơi. Đấy rồi, defense này. Anh ở bom bom nào cũng có một góc phi dao lấy thông tin sớm lắm ấy. Đúng rồi, anh biết anh biết. Phi bắt là có thông tin luôn. Đấy, anh thích bắn đâu anh nói. Nói chung là phải để cho ông đánh vàng pick trước. Đấy, ưu tiên. Thôi đừng nói chuyện danh bom. À thế à? quên đấy. Chỉ nói anh Dũng nhá. Quên danh, quên quan trọng gì đâu. Quan trọng là gì ạ? Quan trọng là gì ạ? Thế anh bắn 2 trận rồi mà anh vẫn chưa biết quan trọng là gì. Em không phụ tính rồi anh. Ê, anh giao mid này, anh giao mid. Anh thích giao mid, ok, anh giao mid, anh giao. Quả này nó đi A hoặc đi B thôi anh Dũng ạ. Yeah, thế thì anh về B, anh về B với Hiệp, anh về B với Hiệp round này. Ok. Đi giao đây. Anh cứ giao trước như Hiệp nhá. Yeah. Anh đấu đúng không? Nhị. Làm gì? Ui anh đứng ở đây xong nó bắn nó vỡ mồm. Anh đi sang à? Đây. Đấu rồi, đáp đề đúng không? Được. Anh xông đạp luôn này. Té đi. Tiếng. Run away đi anh ơi. À đâu. Không thấy. Con Way đấy. Còn nữa, ấy bên còn. Con Way ở đây bắn đi. Bắn đi, cương con Way đi thế anh ấy. Anh nhìn mid cho đa mid rồi này, về lại. Ok, ok. Có biến anh bắn cung cho thế anh ạ. Hết smoke rồi nhá. Hết smoke rồi đấy. Em đẩy cả B. Còn mid kìa. Có mid có một. Nó phá cửa. Nó phá cửa anh bom ơi. Rồi, mid đâu. Rồi ok. Từ đang móc mid nhá. Móc đi, móc đi. Nó dash vào đây này, nó dash vào đây rồi. Bỏ mẹ rồi. Có khả năng là B. Ba mid, còn một thằng A main nữa mà. Em còn cam. Nhớ còn một thằng A main đâu rồi. Đang móc rồi. Đéo thấy ai này, chết rồi. Bỏ đi, em smoke đâu. Chết. Hai. B bom B. Bên này này. Rồi bị đi. Hai thằng luôn này, một thằng đây này. Ok, rồi gì đâu anh chưa? Đéo ăn được. Ai à? Đang móc đẹp, đang móc đẹp. Thôi đợi móc đi. Rồi, đang đợi. Cái sai. Ai? Cuối CT. Hay. Kinh nhỉ, round đầu tactic đánh mid ạ. Cũng quằn quéo ấy. Không vào được A, nó phải đi ra mid ấy. Em biết vì sao đánh mid không? Vì nó không còn lựa chọn. Vào A một tiên vào đầu là đủ rồi. Làm sao mà nó có lựa chọn đến thứ khác. Đúng rồi đấy, đúng rồi đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Thế anh là chuyên gia analyst những round thắng mà. Round thua thì không. Ta bảo rồi, chúng đặt thằng ở đây luôn này. Chiến thắng nhưng mà nó chơi trận này nó biết kết quả là thua rồi. Có này, Lurker đấy thằng Lurker. Server đấy, server đi một mình đấy. Rồi, biết đâu rồi. Rồi, hai. Anh có được. Hết rồi. Mình có. Em chưa nghe thằng nào nữa. Ê, Cypher chạy về đây rồi. Rồi. Em bắn cho anh bom bắn đi, em té đây. Em bom, em cho mượn này. Ờ bên trái, thế anh bên phải tay thế. Bấm qua điền đi, bắn qua điền đi. Ui. Không cần mượn luôn. Bom không nhặt Serif đi. Em xin khẩu súng. Làm gì, anh đéo bắn được khẩu Serif trả lại mày này. Không bắn Serif thì anh ngoắc bắn đi. Anh không bắn Serif. Anh ngoắc cầm này. Đâu, nhanh. Anh ghét bắn Serif, bắn tâm chớ thôi. Phải là gót đấy.
Nhanh nhanh công nhân ơi, công nhân điện đường trường trạm ơi, điện đường trường trạm. Đâu, đéo kịp rồi. Đéo kịp. Anh giao trước này em ơi. Cho tao đây anh. Đếm 2 giây cho tao, đếm 1 2. À giây nhá, đúng không? Được, được. Anh bom cho xin một cái sốc đạn đi. 1 xa lắm. 2. Rồi. Mít 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 đâu? Ui. Ê, một mít này. Có smoke rồi. Một mít, một mít, một mít. Súng anh đã bắn được xa nhá, anh bắn gần rồi đấy. Dẹt ở đây luôn, dẹt ở A-main luôn. Anh có flash nhá, anh có flash nhá. Mít vào Heaven, cẩn thận mít vào Heaven. Em biết rồi. Em bỏ mít ra. Một quả này. Anh Dũng ơi, nó vào gần rồi anh Dũng ơi. Ui. Ai ai ai. Refreshing. Spike down A. Heaven có một nữa. Ôi, từ từ không? Ui, mít một, mít một. Đây, mít bên nào, mít bên nào. Thể hiện đi thế anh ơi, giờ của em rồi đấy. Móc 1. Móc 1, rồi thì anh bu dây lên cho bất ngờ. Không phải lo, em biết ở đây. Ê, bim, em main 1. Ê, main 1, 1 móc. Ngồi tham thế. Thằng 2 em à? Em đổi được. Ôi, hết đã. Ôi. À, trừ 65 Reyna, trừ 65 Cypher. Để đảm. Nó lộ thế. Spike planted. Mất tự tin đéo, mày cầm van đồ mà. Văn đồ. Mất tự tin. Anh đang gần nhau. Tự nhiên đi đổi của văn đồ, lấy của văn đồ. Mẹ tâm. Tiến cắn anh, tiến cắn anh. À, thôi rồi anh. Để anh. Em khúc kia vào xe này. Đây rồi, nó thích đi mid để anh. À, anh bom anh mà xúc đạt cho mày lên anh phá cửa ra anh drone luôn. Ra mid okay. Luôn. Xúc đạt luôn này. Không em nghĩ cứ giao mít đi xong ạ, tại vì B của anh hoắc rồi. Đúng rồi, giao mít được. Ủa. Ôi bỏ mẹ rồi. Giờ này thì rời cứu anh hoắc. Vào rồi, vào rồi. Dẹt yếu rồi, dẹt chứ 80 rồi. Ôi, đổi được 2 rồi. Nó nhanh quá hiệp ơi. Blocking sight, no target left. Ba trong sai, ba. Last player. Cầm thủ này đéo ấy được. Ba trong đấy hết. Anh. Mày à, mày gia đình pick à? Anh Dũng ném sao anh cũng chạy về, anh phải kêu không ai cho em. Kiến hữu với chiến tư. Được con mạng này. We should win. Ờ, đúng rồi. Nhảy tự tự, cày thật. Không lỗi, cũng đẹp, nhưng mà chạy hết vào city rồi sao mà nó quét được các bạn. Nó có ulti à, cẩn thận B tiếp nhé. Ây dồi, anh em có thể bấm ngay nút like và subscribe ở bên dưới đây được không ạ? Nó sẽ giúp ích tôi rất nhiều ạ. Cảm ơn anh em nha. Chờ chờ chờ, tập trung tập trung tập trung. Tập trung đi, tập trung đi anh em. Thắng trận này đi bây giờ này. Yeah. Có tiếng. Có tiếng. Amen. Dẹt. Con Huy cần không? Chưa 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 chưa. À. Một viên vào đầu. Thế là như nào? Gần gần mà nuôi đấy. No peeking. Ờ, đát kìa, vào luôn kìa. Anh nhìn lại mid, anh nhìn lại mid. Ui, what the f. Ui, gần được. Ui, mid còn một Reyna nữa. 110, 110. Hiểu hiểu kiểu gì. Quét sáng đấy rồi. Em chờ đấy anh bảo, em chờ, em chờ. À, mày bắn chưa? Ừ. Sao? Rồi. Kìa, nhảy. Anti. Anh bom vào đứng Heaven nó hay có cái lỗ ở đây nhá. Anh biết rồi, nhưng câu chuyện là vừa ấy anh muốn đứng ở trong bom bắn cùng thì anh luôn thì có mỗi khẩu lục ấy. Đúng rồi, em bảo round này cơ, bảo round này cơ. Round này anh qua mid này, anh giao mid này hiệp nhá. Bình thường anh lúc đéo là anh chẳng đứng Heaven. Nó có cái quả ở móc lỗi đấy. Chết cơm. Thằng Clue có phải bên kia được không? Anh không, em đứng đây, em mới smoke hai bên được. Em chỉ thể đứng đây thôi. Anh đi đi, có biến mày phá cho anh cái cửa, nó phá thì anh drone ra luôn. Cho mày bắn nhau. Get out of my way. Bỏ mẹ A đông rồi. À, về đây, cứ đi đường ấy, chết đấy, đi đường có lại đấy. Cứ vào nhá. Cứ vào. Mất cơn được mà. Ok, cái đường one way, cái đường bên này.
Đấy, nó ra là Free Fire, nó Free Fire vào. Drop in a smoke. À, giấu tên. Cảm ơn giấu tên đúng không? Cảm ơn nhỏ đấy. Đang tập trung, nghiêm túc. Cypher, Cypher cũng ở bên A luôn. Đây kìa, mid kìa. Còn mid này, mid này. Ê, à vào. Cái phải. Cái phải đi em, cái trái cho. Cái phải đi. Rồi, cái phải đấy. Hai, kế tiếp đi. Ôi đéo được rồi. Ulti có ulti à. Sao lưng bom kìa, phá cửa kìa. Lên nào, lên nào, lên nào. Lên nào anh giao này, anh giao này. Ôi, rồi. One enemy remaining. Rơi rồi, rơi rồi. Còn lát ngoài này, anh còn lát ngoài này. Đúng được. Rơi rồi, rơi rồi, rơi rồi. Rơi đâu? Rơi đi, kẹo đi. Hop, 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 hop. Rơi rồi, rơi rồi, rơi rồi. Rơi rồi. Anh tưởng là anh Dũng phá cơ, Hiệp ạ. Này, xuống này. Dũng đứng ngay sau lưng anh ấy. Thế đây, anh tưởng anh Dũng phá. Cái fact cho em là anh còn đéo biết cái cửa đấy là bom ơi. Thế à, thế à. Thế sẽ không bao giờ là anh phá. Anh thì radar thì anh Dũng ngay gần anh ấy. Anh thử anh Dũng phá. Đây đây anh Dũng ơi, đây đây. Hiệp cũng nhấc, anh còn đang lấy rồi con. Đấy đấy, đứng đứng ở đứng ở đây phá được. Đúng rồi, bắn bắn bẩn bẩn. Nó biết là mày nó chọn đồ là anh này để em cắm đây luôn. Anh Dũng phá luôn đi, anh Dũng ơi, phá cái cửa luôn đi, em ra em đều đón mít luôn. Anh giao trước một phát này. Phá rồi đón mít đi. Phá chưa? Đéo nó biết này. B B B B đang về, đang về, đang về. Chưa thấy gì. Rồi em về. Em về đây. Mid clear, mid clear. Sợ cái đéo ơi. Phá wingman rồi, phá wingman. Phá rồi, phá rồi, phá rồi. Flash, flash trong sai. Ui. Anh Dũng ơi. Cung này. Hiện. One enemy remaining. Một thằng ra ngoài. Trái, trái, trái. Trừ 74, trừ 74. Yếu ơi, yếu ơi. Trừ 74 rồi. Thằng rơi đúng không? Bom rơi. Bom rơi giữa sai mà, bom rơi giữa sai mà. Rơi áp đi, đúng rồi. Anh ở trên đầu hiệp ấy. Đây anh nhìn đây này. Rồi rồi, đẹp rồi, đẹp rồi. Đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi. Có nhìn trên bom, bom nhặt chưa, bom nhặt chưa? Chưa, chưa. Ờ, ok, ok. Nó có thể đi beat được thế cơ. Về đi, về cái beat. Đói rồi. Về cái beat đi, đừng để cho nó móc anh em mà được. Rồi rồi, ok, ok. Window nhảy xuống có tiếng mà. Đói rồi ấy. Report đói rồi. Nhảy xuống rồi. Yếu rồi nhá. My camera is destroyed. Đấy cung này. Standing ahead. 30 seconds left. Ai. Em ơi. Mình ăn được mạng đấy, về đẹp không? Đói rồi, không đói ăn, đói rồi. Đói thật, thấy đi. Bứt đỏ ra lên, bắt tôm đi lên vào. Nó chạy ra đuổi thằng đấy như cái bang, nó chạy ra đuổi như cái bang. Mày là hợp bọt với cả lèo đấy gì anh. Đuổi như sâu kia hổ. Đâu, đó chỉ nghe thấy là còn thằng đấy cuối. Yếu, em lại còn bảo yếu nữa. Lao, lao. Nói thế. Mày lao, lao thì mất mà. Không, không dừng. Ê, nó có ulti nhá, thấy anh nhá. Nó có ulti đấy nhá. Phá rồi. Có này, BT không biết đâu. Đây, 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 BT. Một ấy kìa. No peeking. Tôi chết là em đẩy. Cung này. Cung này. Ơ em lại à. Rồi anh bom anh để em ngắm sao? Rồi ngắm đi. Anh về bên này cho. Đang bóc rồi. Em one way à cho đỡ sợ. Đừng cố thế anh ơi. Ui, rồi. Ngắm mất được. Nó đôn của đi. Nó vẫn đây này. Đây anh móc đường bên này thôi, móc đường bên kia sợ. Thoải mái đấy, thoải mái, thoải mái. Vẫn kề này. Nhảy vẫn đang đứng kê em ơi. Kê mình không phải. Thôi bỏ vậy. Hay đấy anh ơi. Đừng chết. Tốt nhất là đừng chết. Không chết được. Rồi, không chết được. Chết làm sao được, cái vị trí này, vị trí đắc địa. Vậy cô không biết ở đâu nhá. Không cần support quay đâu anh Cương. À. Chịu nhá, anh về luôn này. À, đẹp rồi, mọi thứ đẹp rồi mà. Chắc là nó đang đi tìm Hiệp ấy. Có cam mà. Top mid. Enemy's not ready yet. Em có 100 mít. Hai thằng hay mấy thằng. One enemy. Spike down. Hai thằng nữa. Chưa thấy gì cả. Bom rơi đây luôn. Flash thì anh mà đúng không? Bom rơi à? Đúng rồi. Last in mid. Tao nhớ tao cái cô là flash à, quên nhầm thằng tao Rena flash thì anh mà. Last in mid. Hang Wei đẩy đấy. Thế tham rồi. Không biết cụ thể nó ở đâu nữa lắm rồi. Chắc là. Ừ. Vẫn trong đấy thôi. Đéo thấy đâu luôn này.
quỷ đấy nhờ. Đấy. Ui. Ai, trốn mẹ, à. Mày cái thằng Reyna này bắn cứ như kiểu là mẹ mày rằm tháng 7 đủ. À, mà. Để anh ra cắm mít đi thế. Quay đổi gió đấy. Ít á. Thế về A vậy. Thế coi như là B không có sub-box. Em vào round, em vào round này. Ừ, ngắm mít một round đi cho bất ngờ. Mày đừng bắn sâu con quay đi, anh bắn sâu đạn anh sủi luôn. Con dao không? Có con dao không thì anh? Dao đi anh. Ok. Dao mít bình thường anh chú ạ. Dao Nofia đấy. Có một tiếng A. Có đấy. Vẫn thằng Reyna đấy, thằng ma đấy, ma cái pinh. Vào luôn đấy anh ơi. Vào luôn rồi. Hai. Ủa chơi chơi bom, chơi bom, chơi đầu bom, giật nóc bom. Nóc bom. One enemy remaining. That's three. Chịu nhé. Không biết. Chịu. DY destroy ở đâu ấy? Mid cuối. Chạy rồi. Thằng này ma đấy nhá, ma đấy. Mọi người đâu? Trong cam mà. Mít này, đây. Rồi, chỗ đang mít rồi. Bắt ma mọi người, bắt ma. Dũng bắt ma. Đéo thấy. Thấy. Thế nhở? Này vong đấy. Ôi, à. Mẹ nó ngồi nó kê vãi. Em yếu rồi. Em bắt bình tĩnh thôi, nó ngồi nó kê vãi. Ơi của anh thấy anh rồi. Rồi anh em lóc tóc rồi. Ai. Reyna cứ đi fighter. Anh Dũng này. Bình trong một tình huống nó đi ra mid, em bắn hụt đó là 0%, được chưa? Yeah. Không thể hụt. Thế tiểu súng anh thế anh ơi, tiểu súng. Một cái chỉ số khá quan trọng. Anh bom nhiều tiền đi, anh bom nhiều tiền nhá. Như nhau mà. Mua gì đâu? Như nhau mà. Mua gì đâu? Còn 9.000. Lo xong. Thằng mê đó, đại hội đó. Nhiều ấy. Nhiều A à? Không biết, nhiều ulti. À nhiều. Vãi, anh bom báo khó thế. I know exactly. Anh có bảo nhiều A đâu. Bảo nó nhiều ulti. Ui. Có đập chưa? Hay. Đây. Spike planted. Oh, em sống rồi. Last player standing. Ai trưởng. Ở đây, trong sai, đoạn này back sai, nó có ulti. Cuối đâu? Back sai. Đấy. Em binh cho anh rồi mà. Đâu ai bảo gì đâu. Quay ra mít chết nhanh quá, đã mít từ từ. Anh còn nguyên cả cái drop. Đang có heal anh ạ, à, nên là hơi bắn. Có bao nhiêu đồ, bao nhiêu ô thợ là những rao trước nó trả hết cho tao với Hiệp. Không thiếu một cái kỹ năng nào. Giờ là 3 ulti anh kìa, 3 ulti kìa, anh Dũng cẩn thận nha anh Dũng nha. Yeah. Thảo Châu Trần. Anh Dũng... Nó mà vào tao giật cúc áo luôn đấy Hiệp nhá. Giật cúc áo. Anh giật gì anh giật. Em mệt lắm rồi. Tha đông. One way rồi đấy. Cái phá luôn cửa mid này. Vào mẹ luôn rồi. Tết. Bình tĩnh. Rồi, đang. Cho bom. Sao 2 cho bom. Ôi, trên đầu ạ. Cứ đi này. Collapse. Rồi, 2 cho bom. Rồi, từ từ. Collapse nữa này, Hiếm ơi. Sao anh không collapse chuột phải? Hai cho ai? Hai bên phải, Hiếm ơi. Một trong bom, một main. Trên đầu. Trong bom cuối. Trên đầu Hiếm ơi. Nhảy xếp thung rồi. Anh nhìn thấy nó. Xuống rồi, xuống dưới rồi. Vẫn chưa bom. Oh yeah. Hai cho ai? Anh bom không báo cho em là trên đầu, em không biết. Không nhìn thấy là trên đầu, thấy mỗi là cái cổ ở dưới. Nhìn à thế à? Thì anh chấm đỏ, hiểu không? À. Anh nhìn
ở dưới thôi. Last round in the half. We lose it anyway. Mẹ mày bọn đuổi đuổi như kiểu mẹ đuổi ta. Sợ thật đó. Tao cùng như thế là gì nữa. Em bay mày vào đi mà. Đã biết đi ra. Chú ơi, sao quả đấy anh không flash chuột phải thế? Nó không có tiếng. Rồi anh giạt cho anh bắn thôi. Vẫn đứng đấy. Em hiểu này rồi. Rồi để em giết một mạng, em giết một mạng ở. À, được, anh làm được, anh làm nhưng mà có chạy được không? Được anh ơi, được. Vâng, anh chạy. Ok. Get out of my way. Đâu ấy? À tiếp kìa. Vào luôn rồi sao? Chạy chạy nhanh vãi. À nó vẫn kề à. Tôi chạy đi ba đằng sáng như đèn ô tô đấy thì anh ạ. Nhưng mà em cầm ó không phải làm nữa. Cố lên anh Dũng ơi. Cách cô trừ 40. Một lát chuột phải thế anh Dũng. Trái trái trái. Bình tĩnh. Làm được. Cái cô mới phải. Em có sờ móc trong bom cho anh. Tìm anh Dũng ơi và bắn nhau luôn. Chạy bắn đi anh ơi. Nhớ phải nghĩ ngơi nhiều. Em sờ móc trong bom rồi đấy. Hết giờ rồi. Vào gỡ thôi. Kệ mẹ đó. Hết giờ rồi. Ôi này trời. Nghĩ nhiều hết giờ rồi. Bà đéo bắn được gì anh. Anh chạy nhanh em. Switching sides. À nó chạy bắn luôn mà cùng quét ba đằng sáng như đèn ô tô. Quan quan gì đẹp anh đâu mà. Quan trọng thấy ở trên heaven rồi. Là tốc độ mà anh. Quan trọng là tốc độ. Có phải ông chạy 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 vãi. Cuối cùng cũng bách vào trong chạy. Đã lên heaven chui vào sao mốt con địch gì. Anh gì anh gì vãi. Cơn gió anh à, cơn gió. Biết thế tạo đứng em vượt cùng. Nó bảo tao trước từng câu. Tao đứng tao bắt cover. Còn tao luôn không anh em? Có anh, nếu cho đỡ phải đỡ. Ném ăn hai quả plat Reyna mà. Nếu một ai phá hộ tôi cái gì của các bạn. Tôi phá được quả quả plat của con Geico của đấy mà tay tôi tranh vắt. Ra rộng ra thì anh này. Này sao này. Ê, gần đấy sao nhỉ? Gần có. Từ từ cung này. Không có gần, không có gần. Cứ fake nhá, mình cứ fake thôi. Bóc lỗi này. Bóc lỗi á? Em có chắc bên này. Cypher B, Cypher B. Cypher B. Kê lại mid và kê lại mid, kê lại mid á. Mình có chắc rồi. Đợi đợi thêm quả. Ơ, nó smoke trong à? Đúng không? Nó smoke trong. Để em fake smoke. Đây anh biết rồi đây này. Em nói trong quả smoke này này. Tám giây anh có dao, tám giây anh có dao. Reloading. Heaven 1. Hay hay hay. Có dao này, có dao này. Ơ, chờ này. Quá. Dao này. Heaven không có, không có. Móc một. Em móc của nó đây. Ai kê móc đi. Móc kìa. Đây. Móc kìa. Chết. Hay Dũng ơi. Nó phải thế, tay to. Được em ơi. Tay có to không? To. Một Heaven. Rồi, của CT cuối. Heaven cuối ạ. Không biết. CT. Flawless. Thằng Evan là anh thằng nói không vừa bắn. Thế anh đói béo nói gì luôn mà sợ người ta ăn mất mà. Đói easy tip luôn mà anh Dung. Anh bắt trong cái đàn CT. Hiện chấm đỏ trên map em phải báo cho mọi người chứ em không nhìn thấy đâu. Thế anh là đấu với nó mấy trăm hiệp rồi. Bật thật. Đói không cho ăn. Không nói gì luôn. Chẳng mấy khi muốn thêm một. Ông nào cứ cuối ở đâu mình phải trả lời hộ mà. Ôi, cả mà mấy trận trước là cứ cạnh anh Dũng này cũng bực. Trận này là phải khác. Không, quan trọng là gì. Mua súng to vào nhá. Đây là anh có clip rồi. Rồi. Sao này? Không có ai, không cần. Đợi tí xong móc đã. Thôi cứ chậm một nhịp đi, cứ chậm một nhịp đi, chả vội nữa. Ok. Kệ bố. Stack ở đâu? 2-2-2 backside. 1-2A rồi nhá, 1 classic, 1 sheriff. Một thằng ngay gần luôn này, đây. 17 giây một dao. Cứ đợi thêm quả sổ móc nữa đi. Rồi, Rena bên sai. Anh cung được à. Bảo không? Từ anh ơi. Từ. Tội thật xong rồi, thấy anh lại ấy rồi. Không, nó đứng ngay đây. Nó đứng ngay đây. 3-3-3-3. Tôi xong. Về không? Về. Anh bom ơi. Cứ thoải mái đi. Check hết trong bom nhá. Anh cầm bom. Bỏ mẹ ơi. Anh bảo kê, bảo kê, bảo kê, bảo kê đi. Rồi. Cứ bảo vệ ở đây mà 2-2 quý.
hai cận vệ bảo bảo vệ chú toàn tí. Đây đây anh đi trước ạ. Ờ đúng rồi. Chưa check trong bom, chưa check trong bom. Nhớ nhìn lại sau lưng, nhớ nhìn sau lưng rồi. Chưa check trong bom nhá. Đấy, em kê đây cho, em kê đây cho, đi đi. Check bom này. One enemy remaining. Từ từ mình phải Optimus Prime, bình tĩnh Optimus Prime. Đúng rồi. Đi bên này. Dao cho Hiệp này. 10 seconds left. Không trúng kìa. Dao. Chỗ nào đi Hiệp ơi. City. Rồi, đây anh ăn City cho này. Anh có gót thôi. Để anh Optimus Prime. Đi tập hỏi ra. Cái dài bắn nó. Kìa. Hai. Ui. Ai đập sai đích không? Ra đây này, anh này. Chạy qua tới em bay lên bắn nó. Đéo. Anh ơi, tặng khẩu súng này. Này, tay to bắn ngoài đi. Tay to bé, tao bắn được khẩu đấy. Từ anh cho anh khẩu Vander. Còn A này toàn bắn gần nhá. Toàn đầy rao động thế. Ờ, chiếm mít được anh em. Ít à. Em bảo này. Chiếm mít đi, bỏ em cái sẽ ăn một thằng ở đây để team mình control xong anh Dũng cứ giao, anh Dũng cứ giao Amen đi cho nó sợ. Ờ giao Amen xem nó đẩy đi anh ơi, auto đưa giao đi. Có này. Phá cửa nhá. Ok đây. Rồi. Z ở A. Ôi. Drop in a storm. Không sao được đâu. Ok. Đẩy này. Bỏ đi, anh tải đây, tải đây. Lùi anh rũi. Hai đẩy. Lên A kìa. Về cứu. Có chap rồi. Order drop luôn này, bình tĩnh. Rồi, đây em sờ móc ra, Xẹt đây, có thể sau thùng gỗ anh ơi. Đúng rồi. Đây là 1 mít rồi nhá. Không có sau thùng gỗ. Xẹt ở đây. Bắt hai này. Xẹt đâu. Có gì nữa. Đây xẹt trước mặt anh, bên trái đây. Cái gì, flash chuột phải đây, cái gì đấy. Đây, flash này. Không có. Giao chiếc gần này. Hết rồi. Thấy không? Giao đấy thì check được rồi. Em một smoke quá nhá, Ok. Hết CT này. Em nhìn trái, em đang nhìn trái. Ui, 3 CT. Đang nhìn trái. Blast CT. Một Heaven nhảy xuống. Rồi, hai. Bom. Trái cuối. Hai. Anh biết đủ thời gian. Cái gì? Đẹp không? Cũng đẹp thôi anh em. Mày có thừa sự bình tĩnh luôn mà. Còn em xem một thằng ở CT này. Anh em giết thằng hai thằng trong sai 10 điểm. Hai thằng kia vẫn đéo hiểu tại sao đến lúc đấy mà vẫn bị ăn cái cung đâu. Vẫn sáng như là nó tô luôn mà. Anh cứ default dao này. Anh cứ default ra. Có Zed này. Một thằng nhảy lên B, cương B đã. Hai mid. Em sẽ móc lại này. Vào đây chiếm cái này nó dễ. Súc đạt vào đây này. Đúng rồi, vào chiếm bên chỗ đấy đi. Vào đây cơ mà. Ok. Tiếp dẹt này. Vào A đấy. Thế anh ấy đi đâu ấy? Đây. Kệ anh. Thôi mình về đi anh ấy. Kệ. Cứ pack A đi, pack A chứ đánh B. Đừng đi qua ai xuống. Được. Cứ đứng đấy cho em quấy để hiệp. Em đỡ đọt này. Rồi, kệ. Rồi, em biết. Rồi, em về đây. Anh sẽ về. Anh pack. Rồi. Ai. Rena bên này rồi. Rena trong quả smoke ở Amen anh Dũng ơi. Về cùng nhau này, anh bảo kêu bom mẹ, cầm bom về này. Rồi ok, quay sau lưng, anh ơi. Đây. Sau lưng, nhìn sau lưng, sao cái gì đấy. Rồi. Optimize, làm cái đọp. Rồi, anh em làm cái đọp đó.
vội thế. Chân có trận có ly trà sữa mà lại không có chân châu đường đen. Đúng là lúc thắng có Khang tinh thần nó lên chứ. Ê rồi. Đoạn cái đàn. Đoạn cái đàn. Cứ vội. Cái quả đấy còn 5 giây thì vấn đề là bọn tôi quay thằng dẹt đấy ở đấy ở trong bom rồi. Làm sao bọn tôi thua được. Lúc 5 giây là 4 phép 1 cả móc vào sau lưng rồi. Bọn tôi chỉ ra bắn nó đã thắng đấy mà. Thua sao được. 5 giây đặt bom vẫn kịp mà. Không có dao rồi. Rồi anh em cả cung cả dao à? Bình tĩnh. Không anh em đi bắn ulti cho nó chắc cốp. Cẩn thận mít đẩy anh em ơi. Ai đâu hết rồi? Thì... mọi người. Đây anh về đây. Đây anh. Nhặt cầm bom này. Cover mít cái. Cover mít đi. Anh định làm gì ấy? Drone à? Thế anh ơi. Đây. Từ anh em bắt được một thằng đây. Ui. Nó trên đầu à? Ở dưới mà nhở? Ở đâu? Trên đầu mà. Cảm ơn, giết được 2 rồi đấy. Cypher bên này không có ai phá đồ đâu. Em phá cho anh em đâu. Ơ, về B kìa. Anh em không đi được A đâu, phải đi vào B. Đi, chạy đi. Heaven, chạy đi. Em đây rồi, đi. Chạy luôn đấy. Một Heaven thôi. Tao bỏ mẹ rồi. Mày vẫn phải vào thôi, không cần phải vào. Em sợ móc ra, vào đi. Chạy sang trái nhé. Anh ra Heaven nhé. Tớ. Đúng rồi. Chạy đường bên trái, bom bên trái. Đừng bộ. Ở đây bom bên đấy. Rồi, bom kín đi. Rồi, chuẩn rồi. Quay tâm bên trái. Về đây. Bully luôn. Flash. Cứ cho tải vào em anh Dũng ạ. Rồi, anh Dũng thôi. Cả thằng Minh từ. Ném, đúng rồi. Mù cái ống rồi. Hay. Đúng. Hay. Chuột phải khỏe không anh Dũng? Cứ từng quả ném em. Ngu vãi. Anh Dung phở lát đã hay rồi. Một clip cái móc giết người ở trong sai quá hay. Đưa clip cái móc là cái đấy anh. Cái móc. Không em cùng cái móc là tìm chết hết đấy anh ạ. Cypher chỉ đưa cái móc này. Cú mít này, anh em ơi chiếm cái mít đi sao tự nhiên ham hố A đấy, để anh Dung đi sao một mình thôi. Thằng Hiệp cầm bom thì anh em nhặt bom cho nó đi. Get out of my way. Đẩy mít. Chết rồi. Chết này. A chết 1. A đẩy mít. Đẩy con. Deploying drone. Drone đang đi này. Drone rồi. Ui. Bảo đây. Anh đi bây hiệp này. Ủa chắc là B nhỉ. Cypher không biết đâu. Hả? Anh kê mít này không thấy gì. Bên này. Cho Dũng, cho anh Dũng. Đây, anh nhìn thấy lưng nó rồi. Bình tĩnh. Đấy. Cái Tình người duyên ma ngay. Anh Dũng nhanh thật đấy. Được, anh nhìn thấy giúp đi sau lưng, em hiểu vấn đề mà. Em phải cản ngay con quái vật đá mít này ngay. Mong gợi cảm của thằng Cypher như thế mà mày cua gành là chết. Ai cũng đói mà, tầm này giờ này ai cũng đói mà, cũng 10 giờ. Zed nó có bất lực lắm rồi ấy. Cypher bên này. Ủa ôi. Cypher nó mất đồ một tí rồi nhá. Một đây. Zed off bên trái. Anh đang drone này, anh drone đi cùng drone anh luôn được. Smoke ấy. Thì anh nó đang cây khẹp hay sao ấy? Dạ. Yeah. Ừ có thể là cây khẹp, anh không nhìn thấy gì nhưng mà nó là off. Thì anh rơi rồi. Xong đạn. Ai? Ai một rồi. Ừ hay. Về A đi để em móc nó. Anh bom phá cửa luôn đi, em bom phá cửa đi. Bảo vệ anh, Dũng ơi.
nhảy lên đặt với chuẩn. Ui sợ lắm rơi. Rồi Dũng cửa trong ấy đi. Móc kìa, móc kìa. Đây đây từ từ từ. Nó full heal, nó full heal. Hay. Hay Dũng ơi, còn sao. Cung này, cung này, từ từ, cung này Dũng ơi. Nhìn cung. Ê, heaven, heaven, heaven. Rồi, phá lát lên. Hay. Trời ạ, đối vừa miếng, đối vừa miếng. Đầu nó tăng tình cảm lên thoát. Nó không chỉ là một chiến thắng, nó không chỉ là một chiến thắng. Đến lúc tường dâu nới tê đấy. Rồi, chuyển sớ, chuyển sớ, chuyển. Thì anh vẫn làm kịp một thằng, cười vãi miếng. Kịp một thằng, anh ạ, vẫn giết được một thằng.